Hello, xin chào mừng các bác tiếp tục trở lại với Điện tử Đám Hoa, địa chỉ trung tâm Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và tiếp theo một video này, em xin giới thiệu đến các bác một mẫu đèn led tia laser để sử dụng cho những phòng hát karaoke. Và rất đẹp. Đây là chiếc đèn led tia laser được sản xuất tại Trung Quốc, có màu trắng các bác này. Và 950.000 chiếc đèn led tia laser để các bác sử dụng cho những phòng hát gia đình thì rất là đẹp, rất là ok. 950.000 các bác nhé. Đi theo chiếc đèn có một chiếc nguồn, cục nguồn để biến áp, biến cắm điện ra cấp ra 5V để sử dụng cho đèn led. Còn đây là chiếc củ nguồn, các bác cắm vào điện 220, nó sẽ hạ xuống ra điện 5V để cấp cho đèn các bác nhé. Đó. Và tiếp theo là một chiếc dây cắm cổng USB, các bác có thể kết nối vào bất cứ thiết bị nào có cổng USB, các bác lấy điện cấp ra 5V để cấp cho đèn led. Rất tiện lợi khi nào các bác sử dụng chiếc củ nguồn nó bị hư thì các bác có thể sử dụng bằng cái dây USB này. Và tiếp theo là một chiếc quai để các bác gắn vào, các bác treo lên trần, vân vân, rất là tiện lợi. Và đây là hai cái ốc để xoáy bắt cái quai các bác nhé. Và 950.000 các bác đã sở hữu ngay được một chiếc đèn led tia laser đa dạng hoa văn, rất đẹp. Các bác có thể sử dụng phòng karaoke, có thể nó lẩy theo tiếng nhạc tùy theo ý thích của các bác sử dụng. Và 950.000 các bác xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Và đây là chiếc khiển để các bác sử dụng khi các bác sử dụng đèn led và tắt mở, và các màu hoa văn, các kiểu nháy của đèn. Và sau đây các bác cùng ngắm nhìn cái sân khấu em sử dụng một chiếc đèn led tia laser em treo lên trên trần. Vâng, 950.000 các bác nhé. Vâng, đèn điện bây giờ bắt đầu tắt, em sẽ bật. Vâng, các bác hãy nhìn cái sân khấu của em. Ở đây là em sử dụng một chiếc đèn led tia laser, giá là 950.000. Các bác nhìn thấy ok chưa? Rất là sướng. Đây là một sân khấu lớn. Đấy, các bác nhìn quá sướng luôn. Thế này mà các bác sử dụng hai chiếc thì một chiếc lên một chiếc xuống thì quá là ok. Đấy, các bác nhìn. Khi sử dụng chiếc đèn led này thì ai cũng có thể sử dụng được, nó rất là dễ. Cái hoa văn này thì tùy thích, ý thích của mỗi bác nhé. Bác sử dụng kể cả về sắc màu, nó rất là nhiều. Cái hình thức hoa văn này là cái mặc định của đèn các bác nhé. Và 950.000 đã bao ship cho các bác. Các bác đang nhìn cái sân khấu bên dưới đấy các bác ạ.
Còn ngang tường là nó là như thế này các bác. Đó, đây là em quay sân khấu, mặt sân rất là đẹp.